Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố vào sáng 29 tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 năm 2018 tăng nhẹ ở mức 0,33% so với tháng trước và tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước. Mức CPI tháng 10 cũng đã tăng 3,54% so với tháng 12 năm trước. So với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 10 nhóm hàng tăng giá, đơn cử như nhóm giao thông tăng 1,55%, giáo dục tăng 0,58%, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,31%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,22%, riêng nhóm bùi chính viễn thông giảm 0,04%. Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 10 tăng chủ yếu do giá lương thực thực phẩm tăng, khi giá thịt lợn tăng từ 2 đến 3.000 đồng một ký so với tháng trước do người chăn nuôi và doanh nghiệp hạn chế bán ra, chờ giá cao hơn, cùng với việc ngừng nhập khẩu thịt lợn nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó, trong tháng 10, giá xăng dầu cũng tăng 3,45% so với tháng trước, làm CPI chung tăng khoảng 0,14%. Giá ga trong nước cũng điều chỉnh tăng 12.000 đồng một bình 12 kg vào đầu tháng 10, tăng 3,17% so với tháng 9 do giá ga thế giới tăng. Dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2018, Tổng cục thống kê cho biết, CPI của tháng 11 sẽ tăng nhẹ so với tháng 10 do một số yếu tố như giá xăng dầu tăng, giá ga cũng sẽ tăng theo giá ga của thế giới và tăng do tỷ giá Việt Nam đồng đô la Mỹ tăng, giá lương thực và thực phẩm tăng nhẹ.